Xin chào tất cả bà con đang xem livestream của trại cá giống Trường Phát. Hôm nay em sẽ trở lại với livestream của trại cá giống Trường Phát và quay trực tiếp cho bà con là quy trình xuất hàng cá mú trân châu Việt Nam, cá mú đen và cá chim vây vàng tại trại cá giống Trường Phát đến cho bà con ở xa nha. Và bây giờ em sẽ quay trực tiếp cho bà con đó là quy trình xuất cá. Thì cá ngày hôm nay đã được đếm sẵn cả rồi và được đảm bảo số lượng cũng như là kích thước bà con yêu cầu cả rồi. Bây giờ sẽ được đưa trực tiếp từ dưới lồng, từ dưới lồng lên xe bằng những chiếc xe máy. Và đây, và đây là chiếc xe quen thuộc mà ngày hôm nay sẽ vận chuyển cá đến cho bà con đây ạ. Và xin mời bà con cùng đi. Đây là cá mú trân châu Việt Nam. Rồi bà con cùng quan sát đó là cá mú trân châu Việt Nam đang size từ 10 đến 11 phân đấy ạ. Thì tại trại cá giống Trường Phát, cá giống luôn được đảm bảo khỏe đẹp từ tại trại cá giống đến tận tay bà con, cho nên bà con của mình hãy cứ yên tâm với sự chuyên nghiệp của đội ngũ sản xuất cũng như là đội ngũ vận chuyển cá bên em, thì cá luôn luôn được đảm bảo sức khỏe, số lượng cũng được đảm bảo và kích thước thì đã được đảm bảo cả rồi bà con ạ. Hết rồi, một xô là biết hết rồi. Ở đằng sau nha. Và vừa rồi thì bên em đã xuất xong cả xong cái mũ trân châu Việt Nam của ngày hôm nay. Chị chắc vẫn đang đếm cái mũ đen à? Đếm gì? Thì bà con hãy ghi nhớ đây là xe của trại cá giống Trường Phát, là phương tiện kết nối trại cá giống Trường Phát đến tận tay bà con. Thì với sự chuyên nghiệp của đội ngũ lái xe bên em thì cá luôn luôn được đảm bảo chất lượng đến tận tay bà con ạ. Và tiếp theo đây là cá mú đen, bà con nhắc cá mú đen của ngày hôm nay. Em phân ấy ạ. Nhìn kiểu nhìn nó quặn lỏng rồi. Kiểu nhìn trong xô nó quặn lỏng. Hết mũ đen.
thù á. Cái chim nữa. Và tiếp theo đây sẽ là xuất hàng cá chim vây vàng giống của ngày hôm nay đấy bà con ạ. À, thì bà con hãy ghi nhớ rằng trại cá giống Trường Phát chuyên cung cấp giống cá, các giống cá nước lợ mặn hiện tại đang có mặt trên thị trường và có giá trị kinh tế được bà con của mình tin dùng rất là nhiều, giống như là cá, giống cá mú trân châu, cá mú đen, cá chim vây vàng, cá bè trắng, cá bè vàng, cá chẽm, cá bớp và tất cả các loại giống có giá trị kinh tế cao. Thì bà con của mình hãy hiện tại ao lòng cầu thả để kịp Tết xuất thì bà con hãy cứ gọi đến số điện thoại 0905252284 hoặc 0978182284 để bên em có cơ hội cung cấp cho con những con giống chất lượng mà con nhé. Hôm nay là có vẻ là một buổi sáng khá là đẹp trời ở Khánh Hòa, thì không biết ở khu vực của bà con của mình thời tiết đang như thế nào ạ? À? Mưa hay là nắng ạ? À? Bà con của mình đã ra bè ra ao để cho cá ăn chưa ạ? À? Nếu bà con của mình đang còn ăn xe uống cà phê thì hãy cùng vào xem livestream với trại cá giống Trường Phát để cùng xem quy trình xuất hàng cá giống ngày hôm nay của trại cá giống Trường Phát đến tận tay bà con mà con nhé. Em đang đứng ở đây chính là cơ sở 3 của trại cá giống Trường Phát. Khu vực này là khu vực chuyên ương nuôi cá mú cũng như là cá chim tại trại cá giống Trường Phát đấy bà con ạ. À. Thì tại trại cá giống Trường Phát với số lượng cá giống cực kỳ nhiều cũng như là đa dạng kích thước thì bà con của mình hãy cứ yên tâm, bên em luôn phục vụ đủ nhu cầu của tất cả bà con, cho nên bà con của mình hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905252284 hoặc 0978182284 để bên em phục vụ bà con những con giống chất lượng bà con nhé. Chị buồn cười. Nó trời đẹp ha. Thế nó trời đẹp. Tiện trời đẹp ừ rồi đau đầu. Dạ. Và tiếp theo đây là chuyến xe cá chim ngày hôm nay đó bà con. Đổ vô mua anh Thanh Vũ đi. Anh Vũ đi đâu rồi? Con có thể thấy đây là xài cá chim từ 6 đến 8 phân mà con có thể thấy được cá rất là đẹp đó hả?
chuyên cá chim tiếp theo của ngày hôm nay. Và cũng là chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay luôn rồi bà con ạ. Thì bây giờ đây là chuyến cá chim lên đến xe, thì là chuyến cuối cùng của ngày hôm nay. Thì vừa rồi em vừa quay cho bà con xem đó là quy trình xuất hàng cá mú trân châu Việt Nam, cá mú đen và cá chim vây vàng giống tại trại cá giống Trường Phát ạ. Và vừa rồi như bà con vừa quan sát là em vừa quay cho bà con, đó là quy trình xuất hàng cá chim vây vàng giống, cá mú trân châu Việt Nam giống và cá mú đen giống tại trại cá giống Trường Phát đến cho bà con ở xa. Thì bây giờ em xin chào bà con, chúc bà con có một ngày làm việc thật hiệu quả. Và xin chào bà con ạ.